Đây, này nhiều bát cơm đây này. Bát cơm này để bên trong cơm. Cơm hỏng hết. Ui, cơm của tôi bóng cái kia. Đây. Này bốc hết rồi. Đây, cơm này thì ăn cái gì? Quần áo rồi là tất cả mọi thứ đều hết ở trên giường luôn mọi người. Thế đây là cái gì anh? Rau hết. Rau sao lũ nhiều rau thế? Có rau tất cả ngay rau thế ơi. Nhưng mà sao lấu nhiều rau thế? Đây là rau mình nấu nước ấy, nấu nước uống ấy. Thế còn đây là cái gì nữa? Đấy là cơm chua. Cháy cơm này bỏ đi đừng ăn. Rau cũng tẻ tẩy. Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại video tiếp theo của mấy anh em mình nhá. Xin chào tất cả mọi người nha. Xin chào tất cả mọi người nhá. Hôm nay lại là một cái hành trình dài 300 cây số mọi người ạ, 300 km của mấy anh em trong Tem xã Bà Lộc từ vùng cao. Thì đặc biệt trong ngày hôm nay thì anh em mình có nhận được một cái mình và anh em nhận được một cái ủy thác rất là quan trọng. Đấy, mà cái này thì cũng cần có phải có đến những cái sự đồng ý vừa là của, kể cả là của cơ quan chức năng, chính quyền địa phương của hai cái tỉnh này. Thứ nhất là tỉnh của mình đang cư trú và sinh sống. Đấy, và đây là một cái xác nhận về đây mọi người. Đấy, mình cũng cần phải có một cái giấy xác nhận bên công an. Đấy, để mà đi được cái hành trình ngày hôm nay thì phải có cái này. Đấy, và cái địa điểm đến của anh em mình thì lúc nào là đến địa điểm nó cũng là trời sáng thì mình sẽ quay cho mọi người xem cái phần hôm nay, biết được là hôm nay anh em mình đi đâu và cái mục đích anh em mình đi đến đấy để làm gì nha mọi người nhé. Đấy mọi người ơi, anh em mình đã đến tỉnh Yên Bái. Đấy, với cái đường đi rất là bốc kiểu thì anh em mình đang đi trên đường đến một cái xã của tỉnh Yên Bái, xã gọi là xã Tân Thịnh mọi người nhé. Đường tận đường cua gốc này. Xã Tân Thịnh của tỉnh Yên Bái thì lên đây thì anh em mình hiện tại là mình đang nhận một cái sự ủy thác công việc rất là quan trọng của một người chị từ phương xa. Cho nên là anh em mình hôm nay mình đã dẫn anh em mình lên đây để thực hiện cái công việc mà anh em mình được giao phó, thực hiện cái trách nhiệm với những gì mà anh em mình đã lời nói đã hứa và thực hiện. Thì anh em mình đã xuất phát từ nhà đi là lúc ấy là 4:30 sáng và đến bây giờ hiện tại giờ đang là 9:30 rồi, cũng được 5 tiếng đồng hồ rồi. Con đường đi thì cũng đây là một cái xã, chắc là nó nói chung là cũng là một cái xã vùng cao của tỉnh Yên Bái. Không biết là anh em cô dì chú bác anh em và các cô chị ông các bà có ai xem kênh của mình có ở trong cái khu vực xã Tân Thịnh của tỉnh Yên Bái này không? Có đấy, hôm trước họ có gửi hàng đi mấy nếu mà vào trong này thì anh em mình có gặp một một người fan nào không? Fan của Tem xã Bà Lộc từ vùng cao nào hay không? Đi thì rất là khúc khỉu trong này. Nhưng mà nói chung là mình thì mình thích như này. Tài rất là thích đồi núi. Một cái nhiệm vụ cũng khá là gian nan đấy mọi người. Là anh em mình đã nhận một cái nhiệm vụ rất là gian nan và đây mới chỉ là khởi đầu thôi. Đây mới chỉ là bước đầu thôi. Còn những hành trình về sau rất vất vả nữa. Thế nhưng mà thứ nhất là vì cái tình cảm, thứ hai là vì cái trách nhiệm, những lời nói mình đã nói ra nên mình phải thực hiện. Còn thì mọi người xem video thì mọi người sẽ thấy tất cả mọi thứ ấy, nó đều phải có sự liên quan đến nhau, từ cái việc mình nói đến những cái việc mình đã làm và mình đang làm và tới đây mình sẽ làm. Nên mọi người xem video mà chỉ nghe nói thì những cái việc làm mình lại trái ngược lại những cái lời nói ấy, thì mọi người cũng suy ngẫm xem được nó như thế nào. Được cả là nhà em mà không giỏi khóc
với cả không rời than. Hồ than thở đó không ở bên tem bắt săn bắt ẩn thực vùng cao cả nhà. Đây là đến cái biển gì này. Bởi vì là đã khó khăn thì mình phải cố gắng vượt qua, chứ không thể nào mà mình ngồi đấy mình kêu hoặc mình than để mình xin những cái lòng thương hại của những cái người ta phải vất vả, người ta làm lụng mình mới có được đồng tiền được. Mình là đi thẳng. Đây là đến xã Việt Hồng rồi. Xã Việt Hồng của đây này, nhà gỗ người đang làm đây. Rất là đẹp. Nhưng mà cảm giác đây thì nó cũng bình yên. Bình yên, đây nó đang neo đồi đây. Đường hơi nhỏ và rất là cua, rất là gấp. Đường này đi nó còn hơn cả cái đường Mộc Châu ấy chồng nhỉ. Hơn đây ngang nhau. Nhưng em thấy được cung đường ở đây thì nó nhỏ. Đường ở đây thì nó nhỏ hơn. Đây nó gọi là đường tỉnh lộ chứ nó không phải là đường quốc lộ. Tức là đường tỉnh lộ là cái đường của tỉnh, nó liên các xã với nhau. Đó, chứ còn không như đường quốc lộ thì nó là liên tỉnh. Thì cái đường liên tỉnh thì tiêu chuẩn của nó là phải to. Đây mọi người nhé, thì vừa nãy là mình đi lên vào trong chính quyền địa phương làm việc nhưng mà đã gặp một cái sự cố mâu thuẫn trong gia đình nội bộ. Thì bây giờ là mình sẽ không đón anh ấy nữa. Mình không đón được. Không đón được. Bởi vì là gặp cái sự ngăn cản của cái chị này, nhưng mà nói chung là bây giờ anh em mình đã lên đây rồi thì sẽ vào chơi thăm anh ấy xem là cái cuộc sống của anh ấy ở đây nó như thế nào, và cũng cho mọi người xem được cái hoàn cảnh của anh ấy nó sẽ như thế nào. Anh Tuyên. Nhà anh ở trên này ạ. Ui à. Nhiều lắm. Đường này mới làm. Cái không, đường này mới sửa lại. Đường này mới sửa lại. Cái này chỉ có đi bộ lên thôi chứ. Đi bộ thôi. Vâng. Rất là cao luôn mọi người. Này phải lên cao. Đường này này lại không có bậc. Này là không có bậc, nếu mà trời mưa thì đúng là chịu luôn. Nếu mà trời mưa này chỉ có trơn thôi. Đường rất là trơn luôn. Úi giời. Đây mọi người, chỗ này là không có hàng rào riết gì đi. Cho anh nhá, nhiều lon. Em quay video để cho anh lên lên điện thoại là anh xem được anh ở trên video nhá. Ăn uống làm kiểu này á. Làm luôn à? Cơm này thì ôi thiêu hỏng hết rồi. Ui giời. Đấy. Đây thì nhiều bát cơm đây này. Bát cơm này để bên trong như cơm gì? Cơm hỏng hết. Ui cơm một túi bóng nữa kìa. Đây. Này bốc hết rồi. Đây, cơm này thì ăn cái gì? Quần áo rồi là tất cả mọi thứ đều hết ở trên giường luôn mọi người. Thế anh ăn cơm cái gì? Nấu rau á? Lâu rau. Nấu rau thế cơm đâu? Cơm đây nhưng mà cơm đây bỏ hết đi. Thế ăn cơm nào? Tí nữa bắt đầu mới nấu. Tí nữa mới nấu á? Nồi gì đây anh? Rau. Nồi gì ạ? Rau. Nồi rau đây ạ. Thế đây là cái gì ấy? Rau hết. Rau sao lối nhiều rau thế? Có rau tất cả ngay rau đấy ạ. Ôi. Nhưng mà sao lối nhiều rau thế? Đây là rau mình nấu nước ấy. Nấu uống nước uống ấy. Thế còn đây là cái gì nữa? Đấy là cơm chua. Cháy. Bắt đầu là cơm này bỏ đi đừng ăn. Rau cũng tẻ tải hết. Tải tí bắt đầu mới nấu cơm nóng à. Thế gạo đâu? Gạo đâu? Đây cái gì? Bao gạo. Gạo ai mua cho? Gạo ai mua cho? Về đêm cô này nó cứ ở dưới không bắt đầu là lấy cho mình. Mùi công việc của bà già vừa rồi ạ. Không. Không giống nhá. Em ở Quảng Ninh. Quảng Ninh đi cái đâu? Quảng Ninh thì bây giờ lên đi chơi. Rồi công việc của bà già ra thế mày ở đây như thế là xong với việc ấy ta thì vợ trong mày vào trong nghĩa trang bà
Giống thì giống không phải. Giống thôi nhưng không phải. Em hôm nay mới lên đây là đầu tiên. Bảo ơi. Bà cứ bảo ơi mùi là con gái con kia nó ăn đấy nó cứ bảo là như thế là mùi mà công việc thì ông bà già ăn thế. Không. Mùi nữa con rẻ. Không. Anh em ở Quảng Ninh lên mà. Ừ. Chúng em ở Quảng Ninh. Cái công việc hôm vừa rồi tôi thấy. À, không phải ạ. Anh nhìn giống mà. Đây cái chén nước nóng mà. Ở đây thì cho cái này ra để lấy chỗ tối nằm cho ấm. Ủa? Mày cứ thay làm thôi. Cứ thay làm. Ừ. Cứ vậy nằm. Không, em còn hai người thôi. Em để ra để cắt nước đấy. Thế này thì làm gì có tủ đâu mà để. Có cái gì đâu. Không có tủ. Không à. Có tủ đâu. Này thì đồ đạc cũng chỉ để lên giường thôi. Ừ. Không có chỉ để mỗi cái da này thôi. Mỗi da. Thế mấy cái lon nước này anh đun nước này làm gì đấy? Anh đi hãm chè đó. À anh cho chè vào đây đun để hãm chè ấy à? Ừ. Rau. Nấu nhiều rau thế này. Hai nồi thì giống nhau cho cả gạo cháo vào ra ấy hả? Cơm cơm nguội nhưng mà nó tẩy hết. Đây mà đây để làm mình ăn á? Không, tẩy trong cây. Đây đâu? Đây. Cái này là chắc là thức ăn của anh. Ừ, ăn nhưng mà mình tẩy. À, có nghĩa là nếu mình không ăn thì mình đổ ra ngoài. Ừ. Chứ còn thông thường là anh vẫn nấu này để anh ăn đúng không? Ừ. Vâng. Ôi, thì nên đi chơi tí, nhà em nó xuống kia nó mua cho ít quà nhá. Có ăn mì tôm không? Ôi, đại đang đây. Có thì mua cho anh ấy rồi. Vài thùng mì tôm. Mua gì? Thích mua gì? Một thùng thôi. Ừ. Một thùng. Chứ tiền không mua nhiều. Không có tiền. Nhưng mà ý là muốn mua gì nữa không? Anh thích ăn gì? Thích ăn gì? Có như là có bánh mì nè. Anh có ăn giò không? Ăn thịt thợ gì không? Thịt á? Có ăn thịt không? Thịt thì nếu mà vui thì ơi. Ăn giò? Ăn đi vài cân về rán. À, à vâng. Thế giờ hôm qua đi cắt tóc quần áo mới không mặc à? Túi quần áo này nè. Đó thì không ấy thì mua cho nên cũng lắm đã. Được không anh? Hôm qua cắt thì cắt đấy. À hôm qua anh cắt rồi. Cái quần áo mới hôm qua mua đâu? Đấy. Bạn mới mua hôm qua mà hôm nay đã để bẩn rồi. Đấy, bẩn cái gì? Miến đi. Mình đi lao động xong là đi ra quán kia xong rồi về đi lấy củi về ở nhà. Lấy củi về đun thôi nhỉ? Ừ, củi về đun ở nhà. Cái này thì tắm giặt ở đâu? Anh tắm giặt ở đâu? Qua xuống đi qua, đường đi xanh đi này. Có nhớ chị Duyên không? Duyên thì bỏ lỗ còn đi học rồi à bây giờ à thế này nhớ rất là nhớ rất là vẫn nhớ vẫn nhớ là có chị Duyên là cô đúng không? Nói chung là có một cái da này thì anh lâu đứng ở đây khói hết thì toàn vào hết đây thán khói hết là mình đó. Đây trước cửa là những cái rào trắng này đây. Camera của chị đâu anh Duyên là Duyên à tao đây chả nhớ đâu nhưng mà lâu lắm mày chả gặp mày đâu. Nhớ vừa em hỏi nhớ vừa vẫn nhớ tên và vẫn biết là đi lấy chồng nước ngoài. Vẫn nhớ. Nhớ hả? Đại đệ đang này. Ui, có biết anh em gặp nhau một hai bạn. Hả? Ừ. Nói quá hả? Ừ. Nói quá hả? Ừ. Mới cắt tóc bỏ mũ rồi nào, mới cắt tóc. Mới cắt tóc vừa rồi xuống cái dưới đường này. Đường tắm cắt ra tóc. Cái này đường tiền này. Ừ. Ừ.
Ừ. Trong mày như đưa cái duyên đêm cô em gái tao chứ nghe. Trong mày như cô em gái tao. Ờ. 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 Trong đại đại đang đợi giống giống chứ còn đề phải thì cũng biết đời có phải hay không. Anh trai đấy. Đó. Đấy anh trai đấy. Anh trai đấy. Ờ. Đây em đây. Cơm cháy và ôi này. Cái này là kêu là nấu rau ăn đây này. Thế anh đã bao giờ đi xuống đây bị ngã chưa? Có rồi. Ngã rồi á? Ngơ ngã tụt ngã rồi. Úi giời, ngã có làm ngã sao? Ngã tụt ngã ngửa ra đâm chỗ cái cặp chỗ cái chè, cặp chỗ cái cặp can chè. Đây cái gì ạ? Thế nào là làm cái này để ví dụ mà đi lại nó ngã. Đó, đầu mình vịn vào em mình bước lên. Vâng, nhưng mà em thấy là buộc cái này thì nó cũng sọc sạch lắm. Buộc như thế thì nó ngã. Nhưng mà mưa thì nó trơn lắm. Mưa bắt đầu nó mới trơn chứ. Mưa thì rét mà không có ma sát này này. Anh ở trên chỗ này là lâu chưa? Ở lên ở được đi 15 14 tháng rồi. Bắt đầu trước ở đâu? Trước thì ở đâu? Trước thì ở dưới nhà anh trai này xong bắt đầu chuyển đến nhà trên. À. Nhà đấy có... trên xong bắt đầu mới chuyển đến chỗ ở. Và nó ở đâm chỗ cái gọi là chỗ cổng nhà ông Luật vào đây. Nó gọi là công nhân đồ cầu đây xong nó chuyển ra đây xong nó chuyển vào ngoài 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 hết triệu. Nếu mà mua những cái thứ đấy này không vấn đề gì. Ừ. Hết tầm triệu. Dạ vâng đúng rồi em. Thế nhưng mà hồi xưa là anh ăn thịt lâu rồi. Để ăn đâu mà mình ăn. Vâng rồi nhé, đến đây số của cháu ấy để cháu đang bận chút nhé. Đi tên nguyên đám này. Cái là thịt thoải của anh mang lên mà làm đây này. Nấu cái thịt vẫn có. Còn ăn làm sao thịt được con. Đây này. Úi giời. Từ đời nào rồi đây này. Thịt sẽ còn. Thịt từ hôm qua đến mấy chỗ cái thơm đấy về. Úi giời. Thư thịt, thì toàn thịt mỡ rồi. Ừ, thịt mỡ. Thịt mỡ không có tí thịt lạc nào đây. Ủa lạc. Ủa. Thôi được rồi. Đi chờ nhà em nó đi mua cho ít đồ xong rồi nó cầm lên đây cho xong rồi ở nhà nhá. Ừ. Em về Quảng Ninh xong mấy em nữa lại lên chơi nhá. Ừ. Thế có đi xuống cái này chơi được không? Có đi. Đi ra ngoài đây thì... có. Anh xuống đường đây. Đường đi. Vâng, anh xuống ở đây xem. Xuống đây chơi. Ui giời, đường đi rất khá là khó luôn. Ui giời. Cái này có đóng cọc đâu anh Tài? Không, buộc. Cái này buộc này không may vịn vào trượt tay ra ngã luôn đấy chứ. Ừ. Ai ơi. Đường vừa gọi về. Ờ, chúng ta đâu bỏ video xe ra rồi. Đi đâu đâu? Đi người mùi nước bảo nó quay karaoke nó bảo con cái duyên em gái em mua cho tí thức ăn về. Đi đi.
đường đi rất trơn, mình còn đi còn sập ngã đến nơi trùn chân luôn. Có quần áo chưa? Quần áo qua đưa mày gấp rồi chưa? Quần áo? Ừ, chặt chưa? Ủa, nặng thế. Nặng. Vẫn là quần bộ này chứ? Thay bộ kia mới được chưa? Em đi chợ. Đi chợ là mua ít đồ cho anh. Thế anh hút thuốc lào này. Thịt này. Đấy, có thịt lạc này đấy rồi. Trứng này. Trứng rồi đấy, cái đồ dễ ăn, mà dễ lấu. Xoay cả cái sữa vào. Tôm. Kia là trong tay mày đang cầm đấy. Đây là bánh. Đây là bánh giò. Đây là túi giò này. Khăn mặt các con này giò bò. Em xách bên này. Rồi ăn. Giò bò này đưa anh ăn luôn. Đưa túi giò đây. Anh à. Ừ. Thôi cầm lên trên nhà cho anh. Anh cầm đi. Đấy. Săn bắt ẩm thực vùng cao. Có giò, có thịt, thuốc nào cũng gì. Đấy, đấy. Đây đủ. Mịt. Anh hỏi ăn giò đấy, gì. Đấy, nó một cái thứ mà phải là phải hết triệu. Chúa ơi, chúa ơi. Đây, chúa anh cầm trên nhà. Đây là mì của anh. Ừ. Tôm. Anh xách được không? Đây, bọn này mua cho anh. Đây là, cái này là em mua cho anh cả sữa nữa nhá. Sữa bánh mì. Đây là khăn mặt này. À, đây là sữa này. Sạch lên. Đấy, cả mì nữa này, cả bánh này. Bánh được, quay lên. Cầm lên. Anh mang lên anh ăn dần nhá. Đấy, lên quay rồi, quay con chạy cái nhà trên kìa. Đấy, bao bao đây. Thôi, cứ quay lên trên đấy. Đi được đấy, đi được đấy. Đi được. Anh cũng khỏe. Quay, quay đi. Đúng mày bằng cho nó được. Còn đồ gì? Đây, chịu khó tập thể dục theo. Đấy, đường đi phải đi vòng nữa này. Đi vòng nữa này thì mới lên trên đây được. Đường này mình đi còn ngã chứ không phải. Đi cẩn thận nó không ngã lộn xuống dưới đấy. Anh em mình ấy thì lên đây thật sự là em bản thân em nhá, khi mình chứng kiến cái như này trong lòng mình nó có một cái gì đấy, nó cảm giác nó đau mà nó cứ đau ở trong lòng này. Thật sự ra nếu như mà mình là người dưng, thật ra là mình người dưng thôi, thế mình nhìn thấy những cái hoàn cảnh như này, nhìn thấy anh ấy như thế, thật sự ra anh ấy vẫn còn rất là tỉnh táo. Nếu như mà anh ấy mà được đi điều trị hoàn thiện 100% là rất khó. Thế nhưng mà cái bà kia, cái bà kia thì bà ấy không cho đi, và bà ấy muốn giữ lại đây để như kiểu là giữ lại anh ở đây chắc chắn nó không có lợi nhuận gì, thì mới giữ lại. Có gì khuất tấp mình không biết. Thế nhưng mà thật ra thì trước tiên là... nếu như mà là người ruột thịt người ngoài, mình còn khi nhìn thấy mình còn cảm thấy cái nhói ở trong tim này, mà người nhà ruột thịt với nhau mà lại sống với nhau như thế thì thật sự ra là không biết nói như nào luôn, thề luôn. Không hiểu sao ta lại muốn giữ lại. Nên là anh em cũng chỉ biết là mua cho anh những cái thứ cần thiết nhất. Bởi vì chắc là tiền thì anh chắc cũng sẽ không tiêu được. Tiền này anh không tiêu được. Nên là mình chỉ mua, tôi chỉ mua những cái thứ cần thiết nhất để cho anh dùng. Cái này là những đồ ăn sẵn rồi dễ ăn. Để anh ấy sử dụng. Thật ra mình rất là, mình đến bây giờ mình đi mua về rồi, nhưng mà cái cảm giác trong người, trong lòng mình nó có cái gì đó, nó rất là khó tả luôn đấy. Thật. Cái nhói lòng kiểu gì ấy, nó không bình yên được. Đây, mọi người có thể nhìn cái khu ở là của anh là biết. Không phải là một cái hoàn cảnh bình thường như là những hoàn cảnh bình thường khác. Mà cái hoàn cảnh này người ta có cơ hội để người ta có thể đi được. Như anh em đã vượt hàng mấy trăm cây số lên đây để 300 km tới đây. Người chị này để ở cách xa đây tận 40 cây nhưng không cho đi. Đây là xã mới qua xã ấy. Thì xã bảo họ mới đến đây để người ta sửa sang toàn bộ cho. Và người ta cắt tóc cho anh ấy, còn đôi tóc anh ấy dài như này này. Hôm qua xong. Mà sao đất bằng ở dưới kia mà làm thích treo neo như này. Cái này thì cũng không biết được tại sao lại để ở trên này.
đây, nhìn xung quanh này chả có gì cả. Từ cái độ dốc này xuống cái kia phải 40 mét. Đường quá dốc luôn. Dốc phải đi sạn chân à. Đấy mọi người ạ, thì mình cũng về đến nhà rồi. Đấy. Về đến nhà thì cũng tối. Nhưng mà hôm nay lên đấy là theo cái nguyện vọng của một chị cũng là fan và cũng là một chị rất là thân thiết với Tem Sa Pát Thượng Vùng Cao đang sinh sống ở nước ngoài. Thì cái anh này là anh tên là Phạm Xuân Nhiên. Thì anh ấy là một người anh của chị kia. Thì anh em mình nhận sự ủy thác của chị, tức là mong muốn của chị là bây giờ muốn anh em mình lên và đón anh ấy về để đi chữa bệnh, khám và chữa bệnh và điều trị cái bệnh của anh ấy. Nhưng mà bệnh của anh ấy thì nó là một cái bệnh liên quan đến cái thần kinh cũng như là cái tâm thần. Đấy. Thì cái này thì cũng không chưa biết xác định được rõ là bệnh thì do về vấn đề thần kinh hay là do một cái vấn đề gì đấy liên quan đến tâm linh trong dòng tộc. Bởi vì là khi mình tiếp xúc qua một số người ở đấy thì cũng có một số hàng xóm láng giềng cũng nói với mình là lúc tỉnh lúc mê. Cái này thì cũng có thể là liên quan đến một vấn đề gì đó tâm linh của dòng tộc họ, hoặc là liên quan đến cái vấn đề là bệnh thần kinh. Thế nhưng cái này mình không dám chắc chắn. Nhưng mà lên ngày hôm nay anh em mình lên đấy về gặp một cái sự cố, tức là cái sự ngăn cản của một người chị cả. Tức là về cái sâu xa về cái vấn đề nội bộ gia đình thì mình không xen vào. Là khi mình đi mình đã có xác nhận của chính quyền địa phương cũng như công an xã nơi mình sinh sống. Thế nhưng mà nhận cái sự ủy thác của một người chị mình ở phương xa lên, nhưng mà gặp cái chị cả đấy là ngăn cấm mà không cho anh ấy đi chữa bệnh. Đấy, mọi người có thể xem qua thấy cuộc sống của anh ấy hiện tại là như thế. Một mình ở trên cái nhà vách treo leo đấy, ở trên lưng đồi đấy, và bên dưới thì vực rất là sâu và thậm chí nó có thể bị ngã xuống cái đường đấy cũng rất là nguy hiểm. Cái ăn cái uống thì mọi người có thể thấy đấy, cơm thiêu và rau cặp tàn là nấu hỗn độn với nhau để lấy nước uống. Đấy mọi người, thì thế nên nó rất là không ra một cái gì cả. Đấy, gặp một cái hoàn cảnh như thế thì mọi người sẽ nghĩ như nào, mà trong khi đấy người chị lớn đấy là nhất định là không cho anh ấy đi. Đấy. Và còn từ mặt người em gái ở Mỹ. Đấy, tức là không nhận, nếu mà cho đi không nhận, bởi vì anh ấy còn có một cái gia sản là mấy miếng đất của cha mẹ để lại. Đấy, bây giờ cho anh ấy đi, nếu như anh ấy mà tỉnh táo lại thì sẽ cái miếng đất đấy thì người chị lớn sẽ không được. Có thể là đấy là theo mình hiểu. Thế nhưng mà cái này thì nội bộ gia đình nên mình sẽ không nói nhiều. Thì video này mình cũng xin kết thúc ở đây nhé mọi người nhé. Thì mọi người xem video nhớ like, đăng ký kênh, ủng hộ cho mình cũng như ủng hộ cho toàn thể anh em trong Tem Sa Pát Ẩm thực Vùng Cao. Xin chào, hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo nhé.